nhằm chia sẻ với những khó khăn của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã trao tặng 100 tấn nông sản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và phân bổ xuống 7 quận huyện. Từ 7 giờ 30 phút sáng, các xe chở hàng nông sản của tỉnh Sơn La đã đến điểm tập kết thành đoàn Đà Nẵng. Khoảng 100 tấn nông sản hỗ trợ trong đợt này bao gồm 30 tấn bí đỏ, 40 tấn chuối tây, 5 tấn nhãn, 15 tấn củ cải, 10 tấn su su, với tổng trị giá là 760 triệu đồng đến từ chính quyền, đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La ủng hộ cho Đà Nẵng. Vì do ảnh hưởng mưa bão nên việc sắp xếp phân bổ hàng hóa đang được các lực lượng thành phố thực hiện khẩn trương. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị của Bộ đội Biên phòng thành phố và các đoàn viên thanh niên đã được huy động để hỗ trợ bốc vác, chuyển hàng xuống các xe của địa phương. Thông qua chương trình này là chúng ta cảm ơn đảng bộ, chính quyền, nhân dân của tỉnh Sơn La đã cùng thành phố Đà Nẵng, mặc dù là đường xá rất là xa xôi, mà đã triển khai một cái chương trình rất ý nghĩa để động viên thành phố Đà Nẵng trong lúc mà Đà Nẵng đang thực hiện cái chống dịch và chống bão. Số nông sản này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phân bổ xuống 7 quận huyện và các địa phương sẽ trực tiếp phân phát đến cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn.